Ok, hello, chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Ok, hello, chào bạn, mình tên Đông Bao Nụ. Ok, chào mừng các bạn quay lại channel ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi. Thì đầu tiên vào video thì các bạn hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp người dân ở đây mọi nhé. Thì hôm nay lại tiếp tục chương trình là Liên minh Nông nghiệp. Là đây thì bây giờ cùng anh em mình và người dân cũng đã làm nói chung là lúc sáng đến bây giờ cũng là chủ yếu là sán mặt bằng mọi người nhé. Cái mặt bằng là đôi núi là rất dốc nên là bây giờ phải làm cho được gọi là tướng đổi bằng hay thì bắt đầu mới về làm đấy mọi người. Nói chung là mới được có gọi là 60-70% là bằng đấy các bạn. Vì anh em mình muốn là sang thật bằng thì sau này trồng trọt cho nó dễ tiện chăm sóc nha các bạn. Nên là hiện tại bây giờ là cũng tương đối ổn rồi đấy. Thì làm cái này nói chung là cũng rất là mệt đấy, người dân mệt là cuốc đất mà, cuốc đất mệt, đất là mệt bỏ đây gãy gốc rạc rất là nhiều các thứ. Thì bây giờ anh em mình cùng là rất là đau đầu về cái vấn đề là làm một cái ở chỗ này. Bây giờ là cùng sẽ bắt đầu phải chia ô chia thửa luôn mọi người nhé, để cho sau đó chia người ra để tiền là chăm sóc gọi là mỗi người mỗi gọi là có cái nhiệm vụ là làm ở cái ô thửa của mình đấy để làm cho nó chú đạo được tốt hơn cái phần đất đấy. Anh em mình sau này sẽ sắp xếp từng nhóm một trồng nha các bạn để cho tiện chăm sóc cũng như là ý có trách nhiệm hơn, trách nhiệm hơn đấy, ban giao trách nhiệm luôn. Đấy, thì bây giờ ta đi xuống dưới gam nữa thôi. Dưới đây có một cái lên xi mà nó cho trả bài. Hola, la peso trabajo, ¿ya? Voy a pasar aquí más, come sale encima. Phun hả? Tá bem. Direto tu, filho. Aqui. Calma. Tá bom. Direto, né? Sim. Onde vai aqui? Vem, peraí. Tem outro. Tá bom. Você direto.
Đất thì mệt lắm, như đơn giản này. Xây còn khỏe hơn đi cũng đất này đấy. Anh à, tao nói tao không mệt đấy. Cho đi chơi tù ở đấy. Nói ra đi. Tôi não dá fome não. Tô tá de fome. Ui, é fome. E cansado também, tá muito cansado até. Eu também muito fome. Exatamente, tá de fome. E também tá de fome. Đói rồi, đỉnh công rồi, đỉnh công rồi, đỉnh công rồi các bạn. Hôm vừa đụng chơi là chị Fina nấu có mấy chị là nấu ở đến kia. Là cùng nói là đồ ăn là xong xuôi rồi thì xuống là mời tất cả mọi người là nghỉ tay. Đến ăn trưa. Thế thì nước ngọt là buổi sáng cùng là nửa buổi là có uống nước ngọt đó mọi người nhá. Đấy, làm lao động mệt là phải bồi bổ đầy đủ đúng không? Đúng rồi. Để có sức mà làm việc. Já está tudo pronto, né? Sim, já está. Aqui tudo já está pensado, né? Sim. Aí, giờ, bây giờ, tất cả sẽ mọi người nghỉ tay lên ăn đây, buổi chiều sẽ làm tiếp mọi người nhé. Dạ, quá là tudo. Vai com mẹ, já? Vamos almoçar. Na bà mau, á? 20. Đấy mọi người nhá, thì gà và đồ mắm thì là bên bộ phần hậu cần nha, bếp là đã chuẩn bị đấy rồi. Thì như nữa là đang còn massage nữa, còn mỹ đấy, đang trên đường xuống.
Dạ cô thấy không? Ăn à? Đây là khâu chuẩn bị đồ ăn để tí mọi người lên là cuốc đất xong rồi lên là nghỉ nè, ăn trưa luôn nha các bạn. Đây anh em mình gọi mấy chị để lên phụ giúp nấu đồ ăn. Một xong massage. Ê, ăn à? Cái này mới phục vụ đủ 40 người ăn các bạn ạ. Đây là massage và đây là hư gà. Đấy mọi người nhá. Này là thịt gà này và masa. Masa gọi là Việt Nam mình gọi mì đấy các bạn ạ. Đây là nước ngọt nữa. Đấy có cả nước ngọt. Nước ngọt là vừa buổi bóng bay giờ ăn là cùng phải không thể thiếu nước ngọt. Đấy là mỗi người một chai là uống sáng là ăn để nghỉ ngơi là buổi chiều còn làm việc. Thế và những cái này thì là cùng là những mạnh thương quân và các nhà hảo tâm là cùng gửi đến những cái đồ ăn đấy trong những rửa bữa ăn và rửa buổi được đấy cho những người dân ở Liên minh Nông nghiệp Châu Phi mọi người nhé. Là mình muốn thay mặt người dân là cảm ơn đến những mạnh thương quân cũng như các nhà hảo tâm Việt Nam mình đã gửi đến những món quà đồ ăn rồi những món quà rất ý nghĩa cho người dân Châu Phi và các em nhỏ đấy. Thì bữa ăn hôm nay là mình cũng thay mặt tất cả người dân nhé các bạn, thì cảm ơn cô sang cô chú Sang Mơ ở bên Anh Quốc là cũng là nhờ anh em mình là nấu bữa cơm trưa để gọi là nấu mì Ý với thịt gà để gửi tới người dân để làm nông nghiệp mà nhé các bạn. Thì thay mặt người dân là xin cảm ơn cô chú Sang Mơ. Ok, muốn đi ăn cơm mì đấy nhá. Hai diễn viên chính này là trên mọi mặt trận là đều có mặt đấy, ở dưới vùng nông nghiệp là phá có kể này, đôi bạn cùng tiến này, đôi bạn cùng tiến này thường mỗi người mỗi trái nước ngọt. Phải là cảm ơn, cảm ơn Isu ô tu phải là cảm ơn Oleano Camara ri đôi ri tiên Oleagi ri hiền này. Đôi bạn cùng tiến là đi mô là rủ nhau đi là chạy khắp nơi đi có kể. Come on. Ya pepa kuti. Ndugu. Hey, come here. Abeba. Chapepa. Ya, kibalaru bani. He. Ya gatu. Ni kong. Abatu manje bwa. Ni kong. Kalore petisa.
Chơi đi ăn chơi được rồi. Ông ăn chắc thịt. Chiến trường đấy đúng không? Hôm nay anh lại ăn xong rồi thì bây giờ nghỉ ngơi. Rồi tí nữa sẽ bắt đầu vào công việc làm, công việc buổi chiều. Phải để cho người dân nghỉ 45 phút. Đúng giờ quy định. Đúng giờ quy định 45 đến 1 tiếng đấy. 45 1 tiếng đi. Ăn no làm cũng mệt. Ngon. Mày tuyệt vời hả? Quý à. Quý à. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chà bê pa. Chà bê pa. Đội đầu bếp cũng như bác trưởng thôn là chân này đỡ đau rồi. Đây thì mì và thịt gà của anh rồi mọi người nhé, và nước ngọt đấy, cùng người mỗi chai nước ngọt ăn và uống rồi. Đất nó sẽ bây giờ để cho người dân nghỉ ngơi cũng là phiền, thì bây giờ để yên lặng nghỉ. Ai năm đâu nghỉ thì nghỉ, đấy là rừng núi mà không khí trong lành mát mẻ đấy. Làm này ngay nhất đến 2-3 giờ không phải cánh chơi thức dậy chứ. Đấy thì người dân cùng gọi những bữa ăn ngon thế này thì một lần nữa cùng thay mặt người dân là cũng như tiếng cho phía anh em mình là cảm ơn những nhà hảo tâm và các mạnh thường quân Việt Nam mình đã đang sinh sống và làm việc ở trên mọi miền tổ quốc, các đất nước trên thế giới đó mọi người nhé. Đấy thì buổi chiều nay người dân nghỉ ngơi xong dậy làm thì anh em mình sẽ không quay nữa mà cùng hướng dẫn những người dân làm đúng không? Để nghỉ ngơi tí đi. Bữa sau bắt mình làm đi. Đúng rồi, thì phải không quay nữa về. Vì buổi chiều nay làm thì cũng không có gì quái, thì ngày mai làm những cái gọi là bắt đầu đi vào cái công việc chính đấy, thì bắt đầu anh em mình sẽ quay tiếp cho tất cả mọi người xem. Đấy. Thì video này anh em mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để mọi em chúng tôi có thêm động lực để giúp đỡ người dân và các em nhỏ cũng như là các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi nha mọi người. Chào. Hallelujah!